Zagat, vậy chứ mình là Linh đây. Ôi, hôm nay em sẽ trở lại một bộ môn mà kinh điển của Linh là chúng ta sẽ đi lượm hòm anh em ạ. Ui vãi. Nhưng mà tất nhiên là giờ nó chẳng có cái hòm nào đâu, nên là mình đang để cố gắng vơ vét xem được. Có cái thằng nào nó vứt súng ra đấy. Ấy, mình thấy một khẩu súng à. Ok kìa. Thằng kia nó kiểu nó dặn ép để nó chạy qua thôi, mình thật lo thẳng vào mặt nó được. Ui. Ui, nó tự rơi kìa. Mình thấy khẩu súng kia nó ngon quá, không dám rơi ra nhặt. Thôi được rồi, mình sẽ đi hướng khác. Ui, nó đông lắm luôn ý. Này, mình vừa đi qua cái thôi là nó cao ra sấp mặt rồi. Mày thằng top. Thằng top. Ui, hai dòng mà không chết. Mình không biết là mình chưa căn được mấy phát thì nó chết rồi thằng này. Có thằng do bình thường nhưng mà. Ô. Ô, mình cào vớ vẩn mình vẫn là mình ăn kìa. Qua đây. Cao đây, ui ui. Một phát là nháy luôn nhưng mà nó đông quá. Coi như là đêm màn khởi động đi anh em ạ. Một phát là mình cào chọc nó nháy luôn. Kìa nó kìa. Từ từ mình phải có cái đầu sắt kìa. Ôi trời ơi, đồng như thế này, được sao mà đỡ. Mày chạy đi đâu, mày quá. Thôi rồi, phát này đầu hóa heo thì đẹp này. Ok. Mày, ôi kìa. Mày. Không, trời ơi. Phát đấy đúng cái giây cuối cùng thì nó hóa heo, đến đây là nó đã tăng máu lên cái đoạn làm heo ấy. Điếc thế. Thế nó nhảy ngon như thế kia mà không đớt được. Rồi, không sao kìa, coi như màn khởi động nó hơi bị thú vị một chút. Nào thôi, nói như heo mình yếu sao quá. Bây giờ vẫn chưa nói được cái gì bởi vì là chúng ta chưa nhặt được cái khẩu súng nào cả. Mà vào đầu game đã bị nó đuổi ra sấp mặt luôn. Chạy hộ. Tụi này chưa đuổi nhau à? Ui, sao mày cái rồi? Ôi, anh em xem mình nhớ like của mình. Hôm nay chắc mình sẽ cố gắng làm nó khẩn cấp một chút bởi vì là chung kết thế giới đến nơi rồi. Ôi sao sân ít này, đây còn cái hòm nữa. Ôi mình ăn được hai giải các bạn. Đầu ván không ăn thua lắm. Ui đét choi luôn này. Thằng nào lỡ vứt đét choi đi. Ôi vừa nhặt được súng ngon mình biết ngay mà. Cái kiểu bị đuổi như thế này là biết ngay là. Ui, rõ mình cào chứ. Thành do được bằng nhau. Ô, cái gì ấy? Bạn nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên nó lao thẳng mặt mình và nó thông mình. May mà nó chưa kịp vả mình cái. Cái. Mày chạy đâu? Mày chạy hộ. Ủa? Trời ơi. Thật luôn. Ô, mình đuổi nó. Mình cũng quỳ luôn này. Ui dồi. Chạy đá. Má đuổi chứ. Mình đuổi nó chạy đúng một vòng luôn mà cũng bị ghét. Con này ngày gì đây? Ui đau quá. À, bực thật. Từ đây là chạy quanh vòng mấy vòng map rồi. Mà chưa được cái cận chiến nào luôn. Kìa nó kìa, sao con heavy luôn nhỉ? Ôi nó hết đạn rồi, ui. Ôi. Cái gì mà xảy ra? À đúng rồi, sao con heavy nó thọc vào đít. Nó bắn trước đặc biệt đi. Ui nó thủ dâm kìa, trời ơi mình chưa đi kiếm. Mày thủ dâm. Mình thấy luôn mình chán. Chán mấy cái thanh niên. Đó sao con heavy luôn đấy. Mày thủ dâm đi. Mày thủ dâm nó đi, thủ dâm hộ bố. Thủ dâm hộ bố mày cái. Ghét cái mặt. À mình nghĩ cũng cay chứ. Ủa. Ui xong rồi. Trận này không khá khẩm gì hết. Ui 2k4 máu kìa. 2k4 máu phát đầu. Ui mình nói chung là mình phải hóa đây.
Cô chạy đi. Chưa được gần chiến nào, đùa. Thật á. À, bên ngay cái khởi đầu mà cầm đất choi mà lại hóa rau là cái gì cũng đen mà. Ui. Ui, đau 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 anh ơi. Ui, nó vả đau thế. Chưa đâu bạn ơi. Mày tưởng vếu to mà tao sợ mày à? Tao lại sợ mày quá rồi, nó sợ. Nó chán, nó không đuổi mình luôn kìa. Vậy hiện tại chúng ta vẫn chưa được cái cận chiến nào, nhưng mà không sao, với màn thể hiện từ nãy giờ thì cũng ổn rồi, cũng chạy cũng khá là vui. Chứ lâu lắm rồi mình vì cái kiểu cái tình trạng mà nó thèm khát cận chiến. Phát này thì mình cầm. Úi kìa, bạn ơi cho mình khẩu súng bạn ơi. Mà cái này là sao cận chiến thế? Ui, không được luôn. Ui, cận chiến đầu tiên anh em ơi. Hạnh phúc vậy. Ui, nó đấm mình phát. Bay. Ui, chết kìa. Em thấy quả lừa này là kinh điển không? Mày luôn. Chú ơi, không chết luôn. Ok, không sao. Vẫn là một cận chiến rồi, mình cũng mừng rồi em ạ. Mình nghĩ hôm nay chắc là cận mày luôn, hai cận chiến. Chả cần bắn luôn. Đây, đây, đây. Đấy, ôi thành kêu bạn nhá. Mấy con nó đổ bá Z cho mình. Nó đổ 14 gold. Dòng này về sau sẽ có nâng cấp anh em ạ, và có khả năng trang điểm nữa. Chết đi, mình bỏ kê bạn. À, cứ yên tâm, có mình ngay sau đít rồi này. Ôi nhưng mà từ thôi chưa, cuộc tình ra chấm dứt kể từ khi mà con đồ to ngay sau đít. Mình vẫn top 2 nhá, mình cũng không hiểu thế nào nhưng mà vẫn top 2 các bạn. Cái thằng top 1 chả mấy đâu. Ui phải. Sao nó biết mình đến mà nó lao lên nhỉ? Mình cứ mới thò đầu ra thôi mà. Được. Kìa rồi. Chạy đâu bạn ơi. Mày ơi. Nó trong cầu còn chưa đi kìa. À nó có 3 set, có 3 set. Cái thằng mình nó cho mình khẩu 14 cô đi kìa. Mày là một phát. Ui. Ui đồ to kìa. Vãi. Thôi đủ rồi. Phát này khá khả một chút là được hai cận chiến. Ui dòi kìa. Chúng ta phải sống trong khó khăn như thế này, chúng ta phải biết trân trọng rồi. Nhìn những gì mình đang có. Vỡ mồm rồi. Mình quên không bấm heo súng rồi. Không bấm heo súng xong sống này. Rồi. Hai thằng co ro ở đây. Tí nữa là nó ra nó thông từng thằng một. Giờ chú kỳ nó ra nó vả mỗi thằng một cái là nằm ướt ra. Mình cứu bạn đâu. Thôi sai. Kể từ khi mình bước xuống mà mình không chém trúng thằng nào là vì biết mình sai. Một thằng. Đấy, đừng có ngáo, đừng có láo với Linh. Đấy, ok, phát này vẫn sống này. Nhưng mà thằng top 1 nó đi xa quá thôi. Mình nghĩ là không đua nổi top rồi. Khẩu này cũng được. Khẩu này MK Tiran. Sau này sấy rất là ngon. Tuy hơi nặng một chút. Hơi nặng thì anh em đi săn cũng không ngon lắm đâu. Được cái đạn nhiều. Ôi. Chấp nhận rồi anh em. May không bị hóa do mà ngon rồi. Ui, sao mày bắn chết thế? Tao bắn chặn như thế rồi, thế mà ra cận chiến thôi. Ô, mình top rồi đấy. Thằng top hình như nó thoát rồi anh em ạ. Ôi, đây. Ui dồi ôi. Ok, thằng top hình như nó vừa bị ăn cận chiến sao nó thoát ra. Và chúng ta sẽ vẫn là top 2. Không có gì bất ngờ cả. Ủa, bắn chết luôn kìa. Thề luôn. Ui, thật top luôn ấy. Quả đấy gần chết thì nó phải ngon không? Ok. Mày, ui, thằng một phát rồi.
Phải hình như có hai con này các bạn. Hai con này mình thọc thọc thế là sai quá rồi. Ồ ngon ngon, mình ăn được. Chúng ta vẫn được hai giải, tuy không được top thôi. Ui kìa. Để súng này. Ui sao cái này vít luôn này. Lâu lắm rồi, phải gọi là từ lâu lắm mà mình mới được đi nhặt súng mà cầm được shotgun heavy. Rồi nó hết rồi. Trời ơi, cái này bắn khỏe quá. Có tội cho bắn cận chiến. Ok. Phần đấy mình kiểu hơi bị bất ngờ. Bắn chết nó. Ok ok. Nát rồi, đầu to không có này để nát rồi. Ừ, mình sẽ cố gắng la liếm, không có đầu to phải tranh thủ ấy. Có đầu to thì mệt ạ. Ok ok. Mày. Ui, trong một phát hình như nó nháy. Nó này ngày gì đây, hôm qua là ngày 20 tháng 10, ngày chị em nó đen thì không nói làm gì. Nay 21 rồi. Đây. Quên mình với chết rồi, hòm cho nó nhạt hết rồi đâu, mình không để ý hòm ơi. Thôi to rồi em ơi, ok. Đây bờ 4 con luôn này. Ui xá thế. Ui, thọc nó một phát. Một phát này. Ui, hai phát, ui. Cảm giác không thấm luôn ấy. Ok nó nháy, mình thấy nháy rất là nhiều lên cái game này. Mà mình không cận chiến được. Nháy nữa. Nháy nữa một thằng. Nhặt được đúng súng rồi anh em ơi. Nhặt được súng yêu thích rồi. có đi tá nó. Vừa bị hack não à. Nhưng mà vẫn thấy thanh chán chứ. Ý, không được, mình không kịp giờ cầm dao ra chém. Thế hiện top nó thèm quá. Kìa nó kìa. Ui, xong rồi. Chết đi bạn ơi. Ui, vâng, sau một hồi chạy thì anh em ạ. Thành niên quyết định là cầm thủy lôi kiếm ra đâm nhưng mà rất tiếc là trượt. Ui đau thế. Chạy hộ này. Phần này mình có lừa anh em, quả lừa nó nhẹ nhàng nó hiệu quả. Mình chỉ cần lừa là đi vào trong kia là nó sợ, nó đã chạy ra đường khác ngay. Và mình chỉ cần phải mình cứ mình cũng nghĩ là sẽ được hóa heo ấy, thế là thật mà mình sao đấy, mình chắc mình phát chi luôn. Ok, nhưng mà sau nhiều nỗ lực thì chúng ta đã được mấy cận chiến hơi đen chút. Dù này mình cận không biết nói gì nhưng mà cũng cơ bản là cái vẫn hay đi. Vậy là anh em được kiểu chạy do nó sướng đúng không? Thủy lôi kiếm gôn khỏe quá đấy anh em nhá. Cái thằng vừa nãy mình chọc đấy, kiểu nó dây cuối cùng để nó tăng máu lên ấy, thì mình vẫn kịp chọc một phát mà nó chết luôn. Ai ngờ nó khỏe thế chứ. Mình cũng không nghĩ là phát đấy nó chết đâu. Ok. Cố gắng em ơi, đồ được, khẩu này được. Mình sẽ chơi nó ván này đi. Cố gắng lên được cái top 2 được. Bởi vì top 1 nó sợ EV anh ạ. Khó. Ui dù, nó thoát kìa. Thằng khốn nạn. Ui dồi ôi, đấy. À, thằng môn nó cầm đã choi hơi. Thằng nào nó lên top đúng rồi. Mình cầm cái này không mà. Trong cái tình trạng mà nó nhọ như cờ hó này mà lên được top thì mới gọi là giỏi. Phải, tí nữa nó vụt luôn cái thằng đấy luôn đấy. Mày đi đâu một tháng nữa.
Úi, không kịp bắn. Khẩu nó nặng lắm, của Jackhammer mà đứng để do nó áp sát người khó chạy. Ôi, lên, 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 top 2 anh em ạ. Úi xôi, một thằng nữa. Úi, thằng top kìa. Có cơ hội phải mình thông ngay đấy, thề. Xôi, ôi, thấy chưa. Chỉ cần bắn một tí là để cho nó ra, nó vụt, nó sưng, sưng mông từng thằng một. Mày úi không đến. Ôi dòm tuyệt chủng, đầu to nó thoát thì nó, cái game nó nhìn nó chán đúng không? Thế anh em thấy dòm nó hơi tí là nó nằm nằm hết rồi đâu. Đâu rồi? Chạy đi đâu? Thằng đấy nó dình mình phải có lâu lắm rồi đấy. Thôi mình thông luôn rồi đấy. Cứ có thằng nào mình thông luôn thằng đấy. Không để bỏ phí đâu. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian về game. Ôi chết luôn. Thế nhỉ, thằng to nó 1.400 rồi, gần 1.500 rồi. Mình có 700, gần 800, còn thua rồi. Không sao anh em ạ, nói chung là thế này là vui rồi. Thôi chắc mình chơi nó ván này thôi, à, chuẩn bị xem chủ kế giới nữa, mình hóng quá. Chờ review nhanh cho anh em cái chế độ gọi là đi. Vì thế là cái luật mà lượm hòm này mình thấy nhiều anh em rất là thích. Kiểu nó vui, nó tự nhiên hơn so với việc anh em chơi một vũ khí nhìn nó chán luôn. Không, mình vừa thấy một thằng đây mà. Đẹp. Má phải đến làm lag mà mình cứ tưởng nữa. Hãy xì đạt rồi chứ. Ô, một loại. Ok. Thôi đi. Ôi dồi. Ok, top 2 và được 2 giải nữa. Các em xem nhớ like của mình, chúc em một ngày vui vẻ. Bye.